Chợ nhà Lý xin hạ gục thành công, xin giao đi cô một chấm máu ăn cầu sớm. Mạng thứ 6 dành cho giữa đầu ván này và tiếp tục là chuyển giả gây quá nhiều sát thương của Lee Sin rồi. Tiếp tục chỉ thiên lôi phạt đẩy vị trí của Yumi ra không cho nhập vào người của Lee Sin. Đó là cú double kill dành cho Zerg. Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và tiếp tục đồng hành cùng những cái giáo án ở khu vực đứng trên của Zerg. Đây sẽ là kèo đầu giữa Zeus và Malpha nha. Và các thành viên của T1 đang comeback rank Hàn nè. Hôm qua hôm kia là giáo án Keria Humayoshi và ngày hôm nay sẽ là Zeus với con dây tướng tủ của anh ta. Pha trao đổi chiêu rất gắt ở cấp 2, tốc biến bắt buộc phải đầu tư. Ui! Câu sấm tốc biến hụt đến từ Zeus. Pha đấy Q flash chúng là chắc chắn là có mạng solo kill dành cho Zeus rồi. Vẫn đang là sức ép đi đường khi mà Zeus dịch chuyển quay trở lại và tiếp tục đẩy lính vào trong trụ của Malphite. Malphite thì không phải là một cái chất tướng bạn có khả năng farm trong trụ một cách đơn giản, và đây là lý do tại sao Zerg anh ta có áp lực như vậy. Xin ra băng trụ luôn rồi, đổi dạng chỉ thiên lôi phạt, và đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho Zerg ở ván này. Xin giao không nằm xuống với một chấm máu luôn, mất rất nhiều lính đến từ Malphite nha. Bổ sung thêm một lưới hai nữa lần mới về nhà vừa rồi đến từ Zerg, 23 so với lại 18 này, còn 5 con lính nữa ở lần thôn đẩy này nha. Nếu mà Zerg làm tốt thì anh ta có thể dẫn trước Malphite khá nhiều về chỉ số lính. Thế lính cũng đang là đẹp hơn đánh dành cho Zerg. 26-19. Có áp lực đến từ Zerg nha. Cầu sớm. Cầu sớm qua sổng cầu ra tốc tốt và lấy khá là nhiều máu của Malphite rồi. Đứng trên lính luôn. Malphite kích thiên thạch nhưng rất chuyển dạng luôn. Gõ liên tục vào người con Malphite này. Có một nhịp lôi phạt nữa. Và solo kill dành cho Zerg ở cánh trên. Vừa có cấp độ 6 và di chuyển vào hỗ trợ. Tổng hai người tốt đến từ Malphite rồi, xong luôn sát thương rất lớn đến từ Malphite. 6 và vua ảnh cước vào rớt chuẩn bị lên bảng điểm số rồi. Ui, pha đó thì không thoát được, kể cả cái cầu sấm nó có trúng đi chăng nữa thì rớt sẽ không đủ sát thương hạ gục bất cứ ai cả, kể cả Lee Sin hay là Malphite. 49-40 chuyển dạng luôn từ rớt, đẩy ra lôi phạt luôn. Tránh việc Malphite bật W và gõ rất đau. Với lượng sát thương trả ngược trở lại. Chuyển dạng từ rớt lấy stack trụ thôi, đã là một giáp trụ dành cho rớt ở cánh trên rồi và anh ta đang hướng tới giáp trụ thứ hai trong tình huống đẩy này của mình. Big Way đẩy vào, cầu sấm giữ, cầu sấm ngang người hụt đến từ rớt rồi. Và phải kích thiên thạch và gõ rất khó chịu, rớt chuyển dạng chơi luôn. Còn nhịp lôi phạt nữa, lấy giáp trụ sau dùng lôi phạt đẩy đối phương ra thôi. Chuyển qua dạng pháo và điểm solo kill thứ hai cho rớt ở cánh trên. Tình huống Malphite hơi chủ quan với lượng sát thương tạo ra ở dạng pháo với tích tụ cũng như là cầu sấm. Rớt cầm bùa xanh dưới chân luôn rồi. Hai mảnh của kiếm ma. Có thể đây sẽ là con dây kiếm ma là dành cho rớt nhá. Cầu sấm qua cầu ra tốc tốt, lấy nhẹn hơn nửa cây máu Malphite, nhưng Malphite có chiêu cuối nhá. Lee Sin lên đây luôn rồi, không thể cắn phá tông chúng luôn. Nhưng Lee Sin sóng qua hụt không sao hết, vẫn là điểm hạ gục dành cho Lee Sin với tình huống cắm mắt hộ thể cũng như địa chấn dư chấn mà thôi. Nhưng một đổi một ở cánh trên khi mà xin giao tới hộ giá kịp thời. Đẩy ra bán nguyên thương. Cần một cú phong lôi thương chuẩn xác đấy từ xin ra nhưng quá tầm rồi, quá tầm rồi. Malphite tốc biến để né phong lôi thương luôn. Yumi nhập vào người và sát thương của Malphite sẽ là đủ với tình huống shutdown. Một đổi hai ở cánh trên à. Lee Sin băng trụ nhưng cuối cùng thì anh ta phải lấy bảng điểm số. Dừng cái bụi cỏ luôn kìa. Rất đang cố gắng di chuyển lấy tầm nhìn nhưng mà không check được bất cứ thông tin nào của Lee Sin cả. Rồi xong, rớt ơi, thoát kiểu gì thôi này đây. Về là mất trụ mà không về thì mất cả trụ cả lính cả người nhá. Rồi tình huống chỉ thiên tốt để né thành công, không thể cắn phá, nhưng nộ long cước sóng qua vua ảnh cước thì không né được. Quá khó dành cho Zerg khi Malphite có là chiêu cuối và một cú tông thẳng vào mặt với một dây chưa hồi phục, chưa hồi lại cho mình tốc biến, khiến cho Zerg nằm xuống lần thứ tư ở ván này rồi. Cam liết tục tục đến từ Lee Sin luôn. 14 phút lên 5 lần và 4 lần lên bảng đến từ Zerg, nhưng mà bù lại thì cánh dưới đang là một đường thắng. Jerry đang xanh xao với Annie ở cánh dưới. Lee Sin sóng âm trúng, bay vào luôn, lôi phạt đẩy đối phương ra, chuyển dạng với cầu sớm, dứt điểm thành công Lee Sin với điểm shutdown. Mạng thứ 5 dành cho Zerg ở ván này, và đó là tình huống quét 3 người đấy từ các thành viên bên phía team 2. Zerg có một mạng gỡ gạc sau khi mà anh ta bị cam liên tục ở cánh trên. Bắt đầu Zerg đi đường rất tốt với Malphite nhưng mà bị cam 5 lần liên tục, nằm xuống 4 lần. Thậm chí bây giờ rớt mới đang là người AD đường giữa hạ sát thành công về rồi. Rất nhiều sát thương với con AD bão tố ở vị trí hỗ trợ nha. Lee Sin hạ gục thành công, xin giao đi cô một chấm máu ăn cầu sớm. Mạng thứ 6 dành cho giữa đầu ván này và tiếp tục là chuyển giả gây quá nhiều sát thương của Lee Sin rồi.
Tiếp tục chỉ thiên lôi phạt đẩy vị trí của Yumi ra, không cho nhập vào người của Lee Sin. Đó là cú double kill dành cho Zerg. Di chuyển rất nhanh từ khu vực đứng dưới ra khu vực đứng giữa với cái Mayumu. Nhịp xử lý mắc binh ấy từ Zerg với dây giúp cho anh ta có thêm 2 mạng nữa. Xác thứ 7 dành cho dây của Zerg. Và để xem là Zerg với đồ thứ 3 thì anh ta sẽ hướng lên trang bị gì. Thường thì nó sẽ là một cái Sojin hoặc là xuyên giáp. Nào Zerg. Lại nụ long cương dính tường sau vua ảnh cướp và đều shutdown dành cho Lee Sin rồi. Quá khó để có thể né được khi mà không còn tốc biến nữa. Tiếp tục là dây này lẻ thôi. Không có dịch chuyển thì đẩy cánh trên. Nào nổ hoa. Nico nổ hoa có luôn pháo hạt. Máu rớt mất đi là nửa cây nhưng dính choáng của Annie dồn sát thương rớt có mạng thứ 8. Ôi trông con Annie đặt một cái choáng một phát thôi con Nico tụt máu không phanh. Và rất đơn giản chỉ là chuyển dạng dứt điểm với pha chỉ thiên của mình thôi. Mạng thứ 8 dành cho rớt ở ván này nhưng mà thực sự là con Annie nó quá khủng khiếp. Annie xong lửa hắc hóa trang bị thứ 2 và đây là Annie hỗ trợ nha anh em. Rớt sẽ có cho mình cái trụ thứ 2 không được đứng trên với tình huống đẩy này. Bù lại Baron lấy thêm được một cái trụ thứ 2 nữa ở khu vực đường giữa và đường trên. Thậm chí đang hướng tới trụ thứ 3 ở khu vực đường trên luôn. Xin giao hạ gục thành công Malphite và Lee Sin chỉ còn Yumi thôi. Chỉ còn Lee Sin và Yumi để phòng ngự thôi. Rớt sẽ có trụ 3 ở khu vực này luôn. Thậm chí là nhà lính luôn cầu sớm dính người. Chắc chắn là phải lùi về rồi. Nico tới. Đánh thương trước. Xoắn chó thành công. Sóng âm vô ảnh cước vào đến từ vị trí của Lee Sin không. Chỉ là cú sóng âm thôi. Tiếp tục là cầu sấm chuẩn sang đến từ Zerg, lấy khoảng tầm một nửa cây máu của Nico, chuyển dạng dứt điểm luôn. Nổ hoa 3 người, nổ long cước 3 người và Gumo combo đến từ hai thành viên bên phía của team 1. Cú double kill dành cho Lee Sin và tình huống triple kick. Nổ hoa 3 người, nổ long cước 3 người thì chịu rồi. Pha kết thúc ván đấu không thành công sau khi lấy được 2 đường đến từ các thành viên bên phía của team 2. Nào như con V này, mất tốc biến luôn. Tốc biến lao theo đến từ Kata bị dính một tình huống đẩy ra của V nó rồi xong. Kata đi rồi đập flat không thành công đến từ vị trí của Shin ra bắt buộc phải mất bán nguyệt thương. Nhưng mà hết bán nguyệt thương thì lấy gì chạy đây. Mạng tiếp theo dành cho Lee Sin thôi. Rất có được cho mình thương phục hận ở trang bị thứ tư rồi nha. Pha di chuyển quay trở lại đường dưới luôn. Ăn nổ hoa. Ăn tông của Malphite. Tông 3 người từ Malphite sát thương cảm giác là chưa đủ. Anh đi có được mạng thứ 9 rồi. Pha chuyển dạng cái từ rớt để giúp cho anh đi có được cú double kill. 10 xác với con Annie hỗ trợ trong ván này. Và đồ của Annie không khác gì đồ của một Midlander cả. Nổ long cước đá rớt ra tốc biến né sóng âm thành công. Quay trở lại trả đòn. Và đó là pha cầu sớm dứt điểm với mạng thứ 9 dành cho Zeus. Lần này thì dính không dính combo của Lee Sin nữa. Rớt sống nhưng ngay tức tình huống sau thì anh ta nằm xuống. Và điểm hạ gục dành cho Vayne. Nhưng đây có thể sẽ là pha endgame đến từ các thành viên bên phía của team 2 nha. Khi chỉ còn Annie, chính xác là chỉ còn Vayne và Yumi sống mà thôi. Thậm chí là cũng không sống được đâu. Ui, trông một cái pha thổi lửa đến từ con Annie kìa anh em ơi. Mạng thứ 11 dành cho Annie. Giao án dây 13.10 với kiếm Mayumu của Zerg tức đối là thành công khi mà anh ta có được 9 xác ở ván này và 5 hỗ trợ.